Hơn 40 năm trước, người Nga giúp Việt Nam chinh phục dòng sông Đà hung dữ, xây dựng nhà máy thủy điện ngăn lũ cho đồng bằng Bắc Bộ. Hơn 40 năm trôi qua, bây giờ Liên Xô cũng không còn. Những kỹ sư Liên Xô trên đại công trường thủy điện Hòa Bình ngày đó, nếu còn cũng đã tới tuổi thập cổ lai hy. Không biết ai còn nhớ tới họ, nhớ tới những công trình cao cả của những người anh em cộng sản không nhỉ? Và bây giờ, lớp trẻ sau này họ ca thán, giá như đừng đuổi đi một nền văn minh của Pháp, hay như đừng đánh Mỹ thì Việt Nam giàu ngang Hàn, Nhật. Quê mình năm 1996 có điện, đúng sau 2 năm khi tổ máy cuối cùng của Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động, chấm dứt một thời kỳ đèn dầu mà mỗi lúc ngồi vào bàn học lại cay xẻ nước mắt. Mùa thu năm 1971, miền Bắc trải qua trận đại hồng thủy, 250 năm mới gặp một lần. 400 km đê vỡ, 500.000 hecta lúa mất trắng. Nước sông Hồng dâng sấp xỉ mặt cầu Long Biên, ngành giao thông phải điều một đoàn tàu chở đá hộc lên trấn giữ mặt cầu để không bị lũ cuốn phăng. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng khi đó đưa đoàn đại biểu cấp cao Liên Xô đi thị sát lụt ở Hà Bắc. Đứng trên triển đê, nhìn ra mênh mông nước, ông mong muốn Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng một công trình để cắt lũ cho đồng bằng sông Hồng. Cũng chính từ đây, công trình Thủy điện Hòa Bình manh nha hình thành và dần đi vào hiện thực. Có thể nói rằng, lịch sử thường rất công tâm, nếu không có người Nga, chúng ta có lẽ chưa biết bao giờ có dòng điện quốc gia đầu tiên của cả nước. Mà trước đó, người Pháp từng tuyên bố sông Đà bất trị. Và ngược lại, nếu không có người Mỹ, thì chúng ta không bị chia cắt 20 năm, không có hàng triệu tấn bom đạn trút lên làng mạc rụng đồng người Việt, không có những em bé da cam mà dù 40 năm trôi qua, hậu quả còn dai dẳng nặng nề. Nhìn lại lịch sử để xem ai là bạn, là thù, để có cái nhìn công tâm đối với lịch sử. Nếu nhiều người hỏi Liên Xô được gì ở đất nước này, không gì cả, nuôi cho Việt Nam biết bao nhiêu du học sinh, tạo cho hàng ngàn lao động ở Đông Âu và nhiều người nhờ đó giàu sụ lên, trong khi đất nước còn khốn khó. Ngay như tỷ phú của Việt Nam bây giờ, Phạm Nhật Vượng, cũng được nuôi dưỡng bằng bánh mì của nước Nga. Nhưng giờ thì sao? Đám đi Liên Xô tầm 8x, chúng chửi Liên Xô không ra gì, đó là sự vong ơn bội nghĩa. Còn người Mỹ, để lại gì cho đất nước này qua 20 năm cai trị miền Nam? Không gì cả, lòng người ly tán phân tranh, ngoài bom đạn và những nghĩa trang đầy ám ác ngôi mộ.